65 triệu năm trước, các bé khủng long đang chơi đùa vui vẻ trên trái đất thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm vãi cả đái. Khi ấy một nhóm người ngoài hành tinh được gọi là đấng tạo lập đã đến xâm chiếm trái đất. Chúng tấn công gây ra sự kiện đại tuyệt chủng cho hầu hết các loài lúc bấy giờ. Trở về hiện tại, một nhà địa chất học tên là Darcy đã đến khám phá Bắc Cực. Cô cùng đồng nghiệp hết sức ngạc nhiên khi phát hiện một bộ xương khủng long đã hóa thành kim loại. 5 năm sau cuộc chiến tại Chicago, cảm thấy các robot biến hình quá nguy hiểm nên loài người tìm cách sát hại. Điều này dẫn đến việc chấm dứt hoạt động chung giữa chính phủ với các Autobot. Sau đó, chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập một tổ chức với tên gọi là Symmetry, đứng đầu là tên giám đốc Sia Harrow, hoạt động dựa trên mục đích tiêu diệt các Decepticons còn sót lại. Hắn cử cánh tay phải của mình James, một đặc vụ CIA nổi tiếng là tàn bạo, để tổ chức các cuộc tấn công. Tổ chức này được sự giúp sức của Lockdown, một tên người máy làm việc cho đấng tạo lập, để truy bắt các robot còn sót lại. Bọn chúng nhanh chóng đột kích vào một con tàu du lịch đã bỏ hoang, khiến Ratchet đang ẩn nấp trong đó phải trốn chạy. Mặc dù đã biến thành xe tải cố thoát khỏi nơi này nhưng vẫn bị bắn trọng thương. Anh nói rằng mình thuộc phe Autobot và không hề có ý định làm hại con người. Tuy nhiên, tên Lockdown từ xa lại ngắm bắn một phát chí mạng vào người Ratchet. Tiếp đó còn nhận thêm một cơn mưa đạn đến từ đám lính khiến anh gục xuống. Lockdown tiến đến tra hỏi xem Optimus đang ở đâu. Có cái đầu khóc mà tao nói cho mày biết. Hắn ta tức giận giết chết Ratchet bằng cách moi lấy trái tim của anh. Sáng hôm sau, tại một vùng quê hẻo lánh, nhà sáng chế Kids và người bạn thân Lucas vừa mới chuyển đến đây đã khám phá ra một chiếc xe tải cũ trong gara. Hai người lên ý định sửa chữa rồi bán kiếm tiền qua Quất Lâm tự húp giò lông. Ngày nọ, Kids phát hiện ra chiếc xe tải chính là Optimus đang bị trọng thương. Lucas biết chuyện liền có ý định báo với chính quyền để nhận thưởng. Lịp bẹ mày, Optimus biến hình rồi đấm cho thanh niên một cái răng môi lẫn lộn. Chinh chiến bao năm để bảo vệ con người thế mà giờ lại bị con người tìm cách hãm hại, nghĩ mà tức cái lồng ngực. May mắn lúc này Kate đứng ra xoa dịu tình hình và hứa sẽ chữa trị cho ông. Khi ấy tại Bắc Cực, tên giám đốc CIA đi đến gặp Lockdown để bàn về liên minh tiêu diệt Autobot. Lockdown nói rằng hắn sẽ bắt sống Optimus để mang về cho đấng tạo lập trị tội. Phía bên này, tên đầu sù Lucas đã âm thầm báo tin về chiếc xe tải kỳ lạ cho CIA biết. Ngay lập tức, một biệt đội được trang bị tận răng lao đến nhà của nam chính để hỏi thăm, còn tên Lockdown thì núp một góc không xa để bắn lén. Con gái của Kate là Tessa đang ngồi hóng gió thì thấy một đoàn xe có cả trực thăng đang phi đến. James bước xuống hỏi người đẹp chiếc xe tải cũ đang ở đâu. Không nhận được câu trả lời, hắn liền cử thuộc hạ vào trong gara truy tìm, nhưng chiếc xe tải to chà bá lửa lại biến mất không một dấu vết. Đám đặc vụ CIA thất vọng tính bỏ về thì Kate lại buột miệng nói tôi không biết gì về ông ta cả. Chính câu nói như tự khai đó đã bị tên James bắt bài. Hắn lệnh cho đàn em bắt con gái của nam chính ra uy hiếp. Nếu anh không khai chiếc xe tải kia đã ở đâu thì chuẩn bị làm đám dỗ cho con đi là vừa. Optimus không đành lòng làm liên lụy tới gia đình kết liền xông ra ngoài hướng sự chú ý vào chính mình. Lockdown từ xa phóng tên lửa đến tiện thể phá luôn căn nhà mới mua của nam chính. Đúng lúc này tự nhiên có một chiếc xe xuất hiện kịp thời đưa mọi người đi. Nhờ đó mà Optimus mới có thể thoải mái biến hình bỏ chạy. Kết thắc mắc hỏi thanh niên này là ai mà lại có mặt đúng lúc vậy. Con gái liền nói đó chính là tên bạn trai của cô. Kết nghe xong cứ như bị sét đánh ngang tai. Học hành thì không lo mà lại đi giao du với thể loại dân tổ thế này hả con? Jen nghe vậy liền điều khiển xe đánh võng lạng lách các kiểu con đà điểu để cho bố vợ thấy trình độ của mình. Thậm chí còn đâm vào hàng rào nhà dân rồi càn quét luôn vật cản trên đường. Phía sau, đám thuộc hạ của Jen liên tục xả đạn vào bọn họ. Còn bên này, Optimus và Lockdown đang giao cấu ác liệt trên mái nhà. Thấy đoàn xe đang tới, ông nhanh chóng phi thân xuống dưới chặn đám đặc vụ cho nhóm kết chạy tiếp. Thằng con rể tương lai thể hiện trình thách đấu bằng cách phi thẳng xe từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Kiểu này có mà đau tim chết trước khi bị địch giết quá. Tên Lockdown từ trên cao quang bom muốn giết chết bọn họ. Mặc dù cả nhóm đã nhanh chóng chạy thoát thân đến chỗ Optimus, nhưng thanh niên mỏ nhọn Lucas đen đủi đã bị biến thành một bộ xương kim loại. Lockdown bất ngờ không truy sát nữa mà biến thành con siêu xe rời đi. Còn Optimus sau khi chở mọi người tới một trạm xăng bỏ hoang thì ông cũng nói lời tạm biệt. Lúc này Kate bắt đầu họp gia đình và chất vấn chuyện con gái giãm cái lời mình để yêu đương nhằng nhít. Như đã chuẩn bị từ trước, Jen liền lôi điều luật được phép yêu nhau ra khiến ông bố vợ tương lai câm nín. Kate không làm gì được đành ôm cục cướp, cực tức vào người. Trong lúc chạy trốn, nam chính đã thó được một chiếc máy bay do thám của địch. Nhờ đó mà anh nhìn thấy thước phim bọn chúng giết chết các Autobot. Sáng hôm sau, anh dùng máy bay do thám để rút tiền từ máy ATM nhưng thẻ ngân hàng đã bị bọn khốn nạn khóa mất rồi. Anh viết dòng chữ tao sẽ tìm đến đá thọt hai hòn giái của mày lên cổ để gửi cho lão giám đốc CIA. Hắn giận bảy sắc cầu vồng liền cử cảnh sát đến nhưng chẳng tìm thấy ai. Lúc này Optimus tiếp tục hành trình chở ba người chạy trốn. Trên đường đi, ông sao chép một chiếc xe tải đời mới để thay thế cho bộ cánh đã cũ kỹ của mình. Nhìn thấy sự trở lại của người đội trưởng, các Autobot đang trốn ở sa mạc vô cùng hưng phấn. Hiện tại chỉ còn vài chiến binh Autobot còn sống sót sau sự càn quét của loài người gồm Bi Bựa, Bé Mập, Griff the Samurai và Crosshair Thiện Xà. Optimus biến hình và nói rằng cuộc chơi hiện tại đã khác xưa.
Đến giờ này ông cũng không hiểu vì sao loài người lại chuyên lùng các Autobots. Lúc này Kate chiếu đoạn phim mà anh cướp được từ máy bay do thám. Anh nói kẻ đứng sau là công ty công nghệ cao KSI có liên minh với đám người CIA. Optimus tuyên bố mặc dù vẫn giữ lời thề không bao giờ giết người nhưng tên giám đốc CIA phải chết do tàn sát đồng loại của ông. Sáng hôm sau, mọi người di chuyển đến trụ sở chính của KSI ở Chicago để xem chúng đang nghiên cứu thứ gì. Tên đầu nhiều tóc như mùng thiếu lông này chính là Joshua, người sáng lập ra KSI. Hắn cho nhà địa chất học Darcy thấy công dụng của vật liệu mới Transformium. Nó có thể biến thành mọi hình dáng mà người sử dụng mong muốn. Từ một chiếc máy nghe nhạc có thể biến thành khẩu súng vừa đen vừa ngắn. Hắn đưa người đẹp đến chỗ người máy Galvatron được chế tạo mô phỏng theo hình dạng Optimus. Nhưng càng làm lại càng giống bố Megatron. Joshua cay cú không hiểu tại sao mặt của con robot trông ác vãi nồi. Các cụ Việt Nam có câu tâm sinh tướng nên việc này quá bình thường không cần giải thích. Hắn còn giam giữ một con robot tóc xù để giải mã các người máy đã chết như Megatron hay các Autobot đã chết để tạo ra những người máy nhân tạo. Bên ngoài trụ sở của KSI, Kate điều khiển máy bay do thám để quét thông tin thẻ của một nhân viên. Sau đó in thành một tấm thẻ y chang để đột nhập vào trong. Bi bợ cùng nam chính và xin thành công đi vào trong phòng triển lãm. Xưa nhìn thấy con siêu xe trước mắt liền khen nức nở khiến Bi bựa ghen ăn tức ở nện cho vài cái rồi quay trục vòng trong phòng. Joshua đi ngang qua thấy vậy liền la lớn, nhà tao mới lau hồi sáng mà tụi bay phá hoại thế à, lát tao quay lại mà không lau sạch thì tạo cắt cô từng thằng. Ngay sau khi hắn ra ngoài, Bi bựa liền biến hình và được nghe mấy tay tiến sĩ mồm lông chê mình là đồ quê mùa. Cậu tức giận tung cước đá dấp mặt lồng mô hình robot trước mặt, kết quả là thanh niên xuyên hứng chịu gạch đá. Lúc này đầu khớp Joshua lén tới gặp giám đốc CIA và ép buộc ông ta phải mang hạt giống đến cho hắn bằng mọi cách. Cùng lúc đó Kate đã giả danh nhân viên mò vào phòng chế tạo. Anh dùng máy bay do thám để quay lại cảnh chúng tháo Autobot ra. Điều này khiến cho Optimus nổi giận đấm xuống đất. Darcy bước tới nói rằng đó là các Decepticon xấu xa. Anh liền đáp họ chính là những Autobot đã hy sinh bảo vệ con người. Tên giám đốc CIA phát hiện ra Kate thông qua camera giám sát liền cho người vây bắt. Mặc dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng anh vẫn bị hốt về gặp hắn. Hắn dụ dỗ nam chính khai ra chỗ trốn của Optimus, có cái lồng ấy. Đúng lúc này Bi bựa biến hình lao thẳng vào cửa chính, còn Optimus dẫn các anh em đi vào lối khác để tấn công. Bi được Drift biến thành trực thăng đưa lên trên rồi đạp cửa kính cứu nam chính ra ngoài. Optimus cùng những anh em xông thẳng vào bên trong xưởng sản xuất quậy phá. Anh chỉ thẳng vào cái thằng đầu khóc và nói rằng các Autobot không phải là thứ mà các ngươi muốn làm gì thì làm. Tóc dù nhờ đó mà được giải cứu. Đầu khóc gân cổ lên cãi các người chỉ là công nghệ. Nếu ta không làm thì người khác cũng làm. Optimus tức giận nói chúng ta không phải là thứ công nghệ vô tri vô giác như ngươi nghĩ. Sau khi nhóm Autobot rời đi thì tên giám đốc CIA tìm đến bơm để Joshua phải bắt bằng được bọn chúng. Thế là đầu khắc liền cho kích hoạt Gavacho và Stinger truy đuổi thêm nhóm Optimus. Ngay khi tên robot nhân tạo này xuất hiện, hắn đã phá hủy rất nhiều phương tiện đang di chuyển trên đường. Cho dù đầu khắc có cố gắng điều khiển cũng không thành công, Gavacho hiện tại đã thoát khỏi sự điều khiển lập tức khai hỏa vào mọi thứ cản đường hắn. Khiến Optimus và Bi bựa phải biến hình bay qua một cây cầu. Bi bựa ở lại bắn tên lửa cản đường Gavatron nhưng hắn biến đổi để né chiêu khiến cậu chố hết cả mắt ra ngạc nhiên. Cái quần què gì vậy trời? Gavatron đằng sau liên tục công kích về phía đội trưởng. Optimus lạng lách các kiểu con đà điểu nhưng vẫn trúng tên lửa ngã sấp mặt. Ông lập tức đứng dậy lao vào chơi khô máu với cái thằng con cháu mất dạy này. Cả hai đánh nhau không khác gì màn đánh ghen của các chị em. Cứ để lên nhau và cào cấu cắn xé. Tessa nhanh chóng chạy khỏi đó chứ trâu bò đánh nhau thì rồi mũi cũng xanh cỏ. Optimus dùng thanh kiếm đâm xuyên tim Gavatron nhưng hắn không hề hấn gì. Đúng lúc đó một viên đạn pháo bắn xuyên qua cơ thể của đội trưởng. Từ xa bóng dáng một con tàu vũ trụ khổng lồ bay đến, lốc đao đi xuống dùng đại pháo bắn thẳng vào người Optimus. Hắn tỏ ra thương cảm với ông vì bị loài người phản bội, nhưng mà vẫn phải bắt ông giao cho đấng tạo lập để trị tội. Sau đó hắn cử một tàu con đến đón mình và mang Optimus đi. Kate vội chạy đến bám vào lưới rất muốn cứu con gái nhưng cũng đành bất lực rơi xuống dưới đất. Người dân trái đất nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng thì vô cùng sợ chạy toán loạn. Lúc này lốc đao áp giải Optimus và nhốt ông trong nhà tù của con tàu mẹ. Còn người đẹp thì bị đưa đến bãi rác với những cánh tay robot đang phân loại phế liệu. Vừa chui được ra ngoài đã bị một con robot lao đến định bơ lem. Cô hoảng hốt với lấy thanh sắt đánh nó rồi bỏ trốn. Con tàu mẹ hạ cánh xuống sát mặt đất để đón khách mời. Thì ra là tên thuộc hạ của lão giám đốc CIA đến để lấy hạt giống. Tessa núp một góc đã nhìn thấy hết chuyện này. Phía bên ngoài, Bi bựa cùng các chiến hữu nhân cơ hội liền lẻn lên tàu của Lobdo. Hắn đã bắt được Optimus lên chuẩn bị tăng ga đá số bay về báo công dâng đấng tạo lập. Vừa vào trong con tàu, Drift đã chém bay một cái xúc tu của chủ nhà. Sau đó cả nhóm chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Thanh niên xạ thủ Crosshair rút chốt để con tàu phóng mỏ leo vào các tòa nhà bên dưới. Lockdown biết có kẻ xâm nhập liền thả đàn chó săn ra tấn công. Tessa thấy vậy liền bỏ chạy tụt cả quần. Cô may mắn chui qua được hàng rào sắt nên tạm thời thoát nạn. Đám lính canh vẫn chăm chỉ dùng máy quét đi kiểm tra xung quanh.
Kes và Shen chạy một hồi thì vô tình lạc vào một căn phòng chứa rất nhiều thanh kiếm khổng lồ. Lam Chính chạm vào một thanh kiếm khiến cấu trúc không gian ở đây lập tức thay đổi. Hóa ra đây chính là kho vũ khí của Lốc Đao. Hai người liền thó ít vũ khí của gia chủ rồi tiếp tục bỏ chạy trước sự truy đuổi của đám lính. Trong lúc nguy hiểm, Shen đầu hàng làm rơi vũ khí xuống đất khiến nó bắn loạn xạ. Kes hiểu ra đây chính là một khẩu súng. Anh hét lớn chết con mẹ tụi mày với tao rồi xông ra bắn cho đám lính biết thế nào là lễ hội. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái, anh liền chạy đến nơi. Ấy vậy mà khi gặp nhau thì nó lại ôm thằng người yêu và bỏ mặc thằng cha của nó đang ngơ ngác. Khi ấy các Autobot đã tiến vào trong buồng giam. Bé mập bị một con nhện phun nước bọt vào mặt liền nằm lăn lóc kêu la tưởng đó là axit. Ai ngờ đó chỉ là nước miếng mà thôi. Thế là con nhện số nhỏ được bé mập hóa kiếp sớm luôn. Thấy Optimus đang bị treo ngược, cả đám liền vui mừng. Ông kêu bé mập điều khiển khoang tàu tách ra khỏi tàu mẹ. Trong khi đó, nhóm của Kes đã thoát ra được bên ngoài. Họ phải nhanh chóng đi xuống trên các sợi cáp trước khi con tàu này bay mất. Nhưng chưa đi được bao xa thì đám chó săn đánh hơi được liền bám theo. Kes và Shen liền nổ súng giết chết một con. Hai con còn lại ăn không được liền phá cho bõ tức. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông, bím bi bự đã xuất hiện kịp thời giết chết đám chó săn. Sau đó đu dây súng giải cứu cả ba thoát khỏi bàn tay tử thần. Anh chàng xạ thủ lái một chiếc phi cơ đến đón bọn họ. Sau lưng kẻ địch cũng bay đến để truy sát. Bí bự cùng với đồng đội phối kết hợp hạ được một vài thằng. Nhưng càng đánh chúng lại càng bay đến nhiều hơn. Anh chàng thiện xạ nổi điên liền nhảy ra khỏi chiến cơ rồi hai tay hai súng bắn hạ cái đám ruồi bu đống phân này. Trong khi đó bí bự cố điều khiển chiến cơ, còn Kết và con rể dùng súng máy tiêu diệt kẻ địch. Thấy tình hình không ổn, thầy ông nội Lúc Đao liền sai đàn em phóng tàu bay ra khỏi trái đất. Ngay khi cả nhóm tập hợp lại, Optimus nói con robot nhân tạo mà ông mới chiến đấu chính là Megatron, bởi vì Tóc Xù đã nhìn thấy đám người Kaisi tải trí óc của Megatron vào cơ thể mới là Galvatron. Và hắn ta đã âm thầm điều khiển Kaisi bằng vô số robot siêu nhỏ. Megatron muốn cho nổ hạt giống tạo lập tại thành phố lớn để xây dựng một binh đoàn người máy mới. Kết gọi điện báo cho đầu khóc biết chính tên Galvatron là kẻ đứng sau mọi chuyện và toàn bộ kế hoạch của hắn. Sau đó anh cùng các Autobot lên phi thuyền hướng đến Trung Quốc. Bởi vì tối nay tên giám đốc CIA sẽ đến trụ sở KSI tại Bắc Kinh để giao hạt giống cho đầu khắc. Tuy nhiên lúc này đầu khắc muốn dừng hợp tác với lão giả gian ác này. Lão ta nổi máu xung thiên tóm lấy cổ áo của đối phương đe dọa sẽ đồng quy vô tận với nhau. Đúng lúc đó tên Galvatron tỉnh lại liền đánh thức các Decepticon khác. Hắn ra lệnh cho đàn em phải tìm ra hạt giống ngay luôn và lập tức. Đầu khắc cũng biết chuyện này liền cùng với em thư ký xinh đẹp mang theo hạt giống chạy trốn. Trên phi thuyền Optimus cảm thấy thất vọng vì bị loài người phản bội. Kết sẽ nói rằng những thằng đầu bùi rẻ rách đó không đại diện cho nhân loại, bởi vì chúng tôi vẫn cần ông để bảo vệ trái đất này. Bên này nhóm người của đầu khắc chạy vào một con phố đông đúc để đánh lạc hướng kẻ địch. Nhà địa chất Darcy thì tiếp tục lái chiếc xe ô tô, còn ông ta và cô thư ký trả giá một con xe máy để mang hạt giống đi. Mặc dù làm thư ký nhưng trình độ lái xe của người đẹp không thua kém bất kỳ dân tổ nào. Chắc hồi trẻ trâu giành được khá nhiều cúp lư hương đồng đây, sau khi cắt đuôi được đám người của James. Họ chạy vào trong một con hẻm và bị rớt này ngã sấp mặt. Cô nhanh chóng giấu ông sếp cùng hạt giống vào trong thang máy, còn mình thì đứng bên ngoài solo với đám đặc vụ. Chàng trai đứng bên trong thấy người đẹp bị ăn hiếp liền nổi máu anh hùng bay ra đấm bọn chúng đến má nhận không ra. Đầu khắc lúc này chết mê chết mệt với em thư ký định liếu liều lêu nhưng nàng không cho rồi kéo lên trên sân thượng bắt ngồi đợi. Bên dưới, Galvatron đã dẫn đàn em đến khu phố truy tìm hạt giống. Ngay khi nhóm Autobot tiếp cận được đầu khắc định kéo ông ta lên thì bị Galvatron phát hiện. Hắn ra lệnh cho Stinger phóng tên lửa khiến cả đám ngã nháo nhào xuống dưới. May mắn là mọi người vẫn còn sống nhăn răng, không thiếu mạng nào. Tên người máy độc ác cử đàn em trèo lên truy cùng đuổi tận. Stinger vừa nhìn thấy hạt giống đã bị bé mập bắn cho muốn đang xuất khỏi trái đất. Nhìn to béo vậy thôi chứ vũ khí trang bị tận răng, gặp thằng nào là bắn thằng đó. Mấy con robot cóc ghẻ phía dưới nhanh chóng bị bé mập tiêu diệt. Nhóm người đang định chui vào thang máy thì bị tên giám đốc tấn công. Vì quá tải trọng nên Kết phải mò ra ngoài đánh lạc hướng. Hắn chạy lại đón đầu thang máy thì vô tình gặp một em gái có hai khối u ác tính trên ngực. Còn đám đầu khước đang mắc ỉa thì đụng hội hương thân phụ lão. Bên này Kes và tên giám đốc CIA giao cấu ác liệt. Căn bản anh không đánh lại hắn ta lên tìm đường trèo xuống dưới thoát thân. Ấy vậy mà hắn không buông tha, quyết tâm giết anh cho bằng được. Kết quả là bị nam chính đẩy bay ra ngoài cửa sổ rơi xuống không rõ sống chết. Lúc này đầu khước cũng đến được chỗ các Autobot và được bé mập cùng bi bự bảo kê. Còn bên kia Optimus nói với siêu xạ thủ rằng phải tìm thêm quân cứu viện. Sau đó ông bước vào trong phi thuyền rút một thanh kiếm hiệp sĩ rồi tiến tới giải phóng cho các robot tiên sử. Sau đó ông giao chiến với một chiến binh cổ đại để khuất phục họ. Anh ta biến thành một con khủng long bạo chúa có thể phun ra lửa nhắm thẳng vào Optimus mà lao đến. Kết quả là bị đấm cho lệch cả hàm răng. Cuối cùng đội trưởng cũng thành công thu phục những chiến binh cổ đại. Ông nhanh chóng chỉ huy mọi người tiến thẳng về thành phố. Mà lúc này phe Autobot trong thành phố đang phải chịu sự tấn công ác liệt từ kẻ địch. Thấy bọn họ khó lòng mà địch lại nên mấy con người nhỏ bé cũng lao vào trận chiến để hỗ trợ. Nhưng với tình hình hiện tại thì e rằng khó có thể sống qua mùa trăng.
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc thì Optimus đã dẫn thêm các chiến binh lao đến cứu nguy, cầm kiếm trên tay anh em gọi, lại mẹ con đi chém tung giái đám Decepticon. Những chiến binh khủng long với thân hình siêu to khổng lồ cũng không hề kém cạnh, dùng bộ hàm chắc khỏe xé xác quân thù ra thành trăm mảnh, thậm chí chỉ cần lăn lộn vài vòng cũng đã ăn được mấy mạng. Gavatron thấy cảnh này liền sợ xun vòi vội bỏ chạy thoát thân. Lúc này Bi Mựa bị tên Stinger đánh lên bờ xuống ruộng, cũng may Kết kịp thời dùng súng bắn vào người hắn ta. Thằn lằn bay khổng lồ bay tới gấp Bi Mựa bay đi nhưng tên khốn Stinger vẫn còn sống liền nhảy lên tóm lấy chân cậu ta. Hai chiến binh đánh nhau trên lưng thằn lằn bay rồi cả đám rơi xuống một tòa nhà. Đánh nhau một hồi Bi Mựa cũng tóm được đầu đối thủ và tiễn hắn về miền xa xăm. Này thì dám mô phỏng theo phong cách chiến đấu của tao này. Bên kia Optimus kêu nhóm của nam chính lái xe đưa hạt giống lên trên ngọn đồi. Đột nhiên nó tự động kích hoạt tín hiệu định vị khiến cả bọn tưởng nó sắp phát nổ. Khi ấy thầy ông nội lốc đao chờ mãi không thấy vụ nổ xảy ra liền quay trở lại trái đất. Con tàu không gian của hắn như một thỏi nam châm hút mọi thứ lên trên, đến một độ cao nhất định thì thả xuống. Thấy tình hình bất lợi nên Optimus ra lệnh cho mọi người mạnh thằng nào thằng đó chạy để tránh chết chùm. Bên này Sen cố gắng lùi xe để thoát khỏi sức hút nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Con tàu nhanh chóng đuổi kịp rồi hút cả bọn lên trên. Bọn họ cố gắng nhảy ra khỏi chiếc xe rồi đu nhau như một cái thang dài. Mặc dù nhóm con người đã thoát được nguy hiểm nhưng nhóm chiến binh Autobot vì làm bằng sắt thép nên vẫn chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Những robot cổ đại không thoát khỏi lực hút nên bay hết lên trên không. Lúc này lúc đao nhảy ra khỏi phi thuyền bắn vài quả tên lửa để thị uy rồi nhanh chóng lao đến chỗ Optimus tấn công. Với sức mạnh của mình hắn dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Không ngừng đi đường quyền vào người của đội trưởng. Kết thấy vậy định giúp sức nhưng lại bị ai đó bắn lén. Thì ra lão giám đốc Seiya vẫn chưa chết. Nhưng mà thay vì giết chết nam chính hắn lại bắt đầu làm nhảm khoe các chiến công đã đạt được. Kết quả là bị Optimus bắn cho tan xác, nhưng ông bất ngờ bị lốc đao đánh lén rồi đâm cây kiếm xuyên qua người. Ngay khi hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bị Kết cầm súng bắn muốn thọt mẹ nó cánh tay. Cùng lúc này Bi Bựa đưa Sen và Tessa chạy đến hỗ trợ, cậu nhanh chóng biến hình rồi xông vào giao cấu với lốc đao. Kết thì trở thành xạ thủ thoải mái bắn hắn văng ra một góc, nhưng tên này quả thật không phải là dạng vừa mà là dạng rộng ra. Hắn phản công đập Bi Bựa như con không đẻ. Sau đó bán về phía nam chính khiến anh phải chạy tay khói. Bên này Sen lái xe tải còn người yêu thì dùng dơ móc cố gắng kéo thanh kiếm ra để giải thoát Optimus. Đúng lúc lốc đao định giết chết nam chính thì đội trưởng bay lên cầm lấy thanh đại kiếm xẻ hắn ta làm hai. Đàn em của hắn thấy vậy liền lao tới định trả thù cho đại ca. Optimus đặt một quả bom rồi ôm lấy ba người nhanh chóng bay đi. Gavatron thấy đám lốc đao thất bại ê chề liền nhẹ nhàng quay người rời đi trong âm thầm. Sau bao khó khăn và gian khổ phe chính nghĩa một lần nữa giành được chiến thắng. Kết cũng đồng ý cho con gái quen thanh niên tổ lái Zen. Đầu khắc cũng vớt được em thư ký nóng bỏng. Còn Optimus thì trả lại sự tự do cho các chiến binh cổ đại. Sau đó ông cầm hạt giống mang đi giấu ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ và tìm đến chỗ của mấy cha nội đấng tạo lập để hỏi thăm. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.